với 12 tấm huy chương vàng. Vận viên của Malaysia Mandy Goli ở làn chạy số 5. Trong ngày 9 tháng 5, thì Nguyễn Thị Huyền của Việt Nam đã chỉ có được tấm huy chương bạc. Tỷ lệ thứ nhì của thành tích là 53.27 giây. Và thứ 6 ngày mai đó là Robin Lawren, Cristomo Ura, đội của Philippines. Kỷ lục một tấm chân vàng của những thị trường qua các từ xưa bằng tích của vận viên Indonesia Chiang Nixi. Đây là Nguyễn Thị Ngọc, cũng là một niềm hy vọng như trường của Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc chạy ở làn số 7, hoặc là số 8 là vận viên của Thái Lan Arisa Weru Wanarok. Nội dung chung kết 400m rào nữ có sự có mặt của 7 vận động viên, trong đó có 2 vận động viên của Thái Lan ở hai làn ngoài cùng, đó là làn số 2 và làn số 8. Việt Nam có mặt 2 vận động viên, Malaysia có 1, Philippines có 1 và vận động viên còn lại đến từ Lào. Chúng ta cũng chuẩn bị đến với màn trình diễn của các vận động viên ở nội dung 400m rào nữ. Vậy là chung kết đã bắt đầu. Nguyễn Thị Huyền trang phục màu đỏ ở làn chạy số 4 và Nguyễn Thị Ngọc trang phục màu xanh ở làn chạy số 7. Cái này dẫn đầu đang là vận viên ở làn số 6 của Philippines. Vận viên của Philippines đang lướt đi khá nhanh. Robin Lawren đã đúng sức ở nửa đầu của trận thi chung kết. Lúc này thì Nguyễn Thị Huyền đang có dấu hiệu bắt kịp. Những mét cuối cùng, Nguyễn Thị Huyền và Robin Lawren. Và cùng xem liệu Nguyễn Thị Huyền có thể vượt qua đối thủ Philippines hay không. Cố lên Nguyễn Thị Huyền. Và như vậy là Nguyễn Thị Huyền của Việt Nam đã đăng người với đích đầu tiên ở nội dung 400m rào nữ. Quá tuyệt vời. Phần tăng tốc quá ấn tượng của Nguyễn Thị Huyền và cô đã bảo vệ được tấm huy chương vàng ở nội dung 400m rào của nữ. Lần thứ 5 liên tiếp mà Nguyễn Thị Huyền có thể giành được vinh quang ở nội dung này. Và Nguyễn Thị Huyền chính thức trở thành kỷ lục gia ở môn thể thao nữ hoàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á với 12 tấm huy chương vàng tổng cộng. Đã vượt qua thành tích của trần chạy người Indonesia, đó là Chiang Ningxi, để độc chiếm kỷ lục 12 tấm huy chương vàng. Chúng ta cùng xem những mét cuối cùng. Nguyễn Thị Huyền rất nỗ lực bứt lên và đánh bại Robin Lawren của Philippines, người đã dẫn đầu trong phần lớn cuộc thi chung kết. Lawren có lúc đã bứt rất xa so với phần còn lại. Nguyễn Thị Huyền với chiến thuật hợp lý dồn sức cho nửa sau của cuộc thi đã bứt lên